Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Thưa quý vị, nằm trong các hoạt động tuần lễ số quốc tế Việt Nam lần thứ hai, sáng nay tại thành phố Hạ Long, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị bàn tròn về ứng dụng trí tuệ nhân tạo diện hẹp. Hội nghị có sự tham gia của đại diện các nước ASEAN và các nước đối thoại ASEAN, các tổ chức quốc tế cùng nhiều doanh nghiệp công nghệ số trong và ngoài nước. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Tường Huy khẳng định, tỉnh Quảng Ninh luôn xác định phát triển mạnh kinh tế số, từng bước đưa kinh tế số giữ vai trò chủ đạo trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2030, tỷ trọng kinh tế số chiếm khoảng 35% GRDP. Tuần lễ số quốc tế Việt Nam lần thứ hai là cơ hội để tỉnh Quảng Ninh lắng nghe kinh nghiệm giải pháp chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Tại hội nghị, các đại diện các cơ quan quản lý cấp quốc gia, đại sứ, các tổ chức quốc tế lớn, các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu đến từ 22 quốc gia trên thế giới đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn triển khai ứng dụng AI, kinh nghiệm và phương thức quản lý, các mô hình, giải pháp đột phá để phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo diện hẹp. Tuần lễ số quốc tế Việt Nam lần thứ hai năm 2023 diễn ra từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 12, gồm chuỗi các hội nghị, hội thảo, diễn đàn quốc tế nhằm đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm trong các vấn đề về hoạch định chính sách, chiến lược phát triển công nghệ nguồn nhân lực, thiết lập quan hệ đối tác hợp tác, đề xuất các giải pháp đối với các thách thức và cơ hội lớn trong kỷ nguyên công nghệ số cho khu vực ASEAN và toàn cầu. Sáng nay, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà tiếp xúc cử tri huyện Hải Hà, thông tin kết quả của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp, tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và lắng nghe những kiến nghị của cử tri. Cử tri huyện Hải Hà phấn khởi trước sự phát triển của tỉnh và đất nước, đồng thời kiến nghị một số nội dung liên quan tới đời sống dân sinh tại địa phương, các chính sách phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc. Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu ý kiến của các cử tri, chuyển tới Quốc hội và cơ quan có thẩm quyền để giải quyết trong thời gian sớm nhất. Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 trong bối cảnh thời cơ thuận lợi và thách thức đan xen, song với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đoàn kết chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các lực lượng vũ trang nhân dân các dân tộc và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Quảng Ninh đã đạt được những kết quả quan trọng và kỳ tích 9 năm liên tiếp tăng trưởng hai con số. Qua đó tiếp tục nhân lên niềm tự hào, niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, nhất là vai trò người đứng đầu, khẳng định vị thế vai trò đóng góp của một cực tăng trưởng toàn diện ở phía Bắc và cả nước. Với kết quả tăng trưởng kinh tế cả năm 2023 đạt 11,03%, đây là lần đầu tiên Quảng Ninh đứng thứ nhất vùng đồng bằng sông Hồng, đứng thứ ba cả nước, là năm thứ 9 liên tiếp từ năm 2015 đến nay đạt mức tăng trưởng kinh tế hai con số. Kỳ tích này càng làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân toàn tỉnh nhân lên niềm tự hào khi năm nay lại là năm kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh. Quảng Ninh tăng trưởng hai con số, tôi thấy như vậy là đây là một kỳ tích mà Quảng Ninh đạt được 9 năm liên tục. Và đặc biệt năm nay là như vậy là năm đầu tiên đứng đầu như vậy là các cái tỉnh đồng bằng sông Hồng. Được cái kết quả này thì cũng nhờ sự lãnh đạo quyết liệt, sáng suốt và rất là chi tiết cụ thể của lãnh đạo tỉnh và đồng thời lại vào cuộc của các cả hệ thống chính trị. Cái kết quả này thì tạo ra cái niềm tin tưởng cho nhân dân ở tất cả trong tỉnh Quảng Ninh, tin tưởng vào đảng, tin tưởng vào cái sự lãnh đạo của chính quyền địa phương các cấp. Nhân dân là được thụ hưởng và tất cả những thành quả đó đều do đảng, chính quyền, lãnh đạo rất tài tình và đi sát với lòng dân, ý nguyện của lòng dân. Một trong những nội dung công việc được tỉnh đặc biệt chú trọng, tập trung chỉ đạo trong năm 2023 là tổ chức các hoạt động phong trào thi đua, chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh. Với các hoạt động được tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, có chiều sâu trên địa bàn toàn tỉnh, cùng lễ kỷ niệm được tổ chức long trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn, đã tạo không khí ngày hội toàn dân hướng về cội nguồn, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân toàn tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung của tỉnh để thực sự trở thành nguồn động lực phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Nó tạo cho nhân dân thì tôi nói là cái niềm tin, cái niềm tin rất là sâu sắc đối với là cái sự lãnh đạo của tỉnh, của cấp ủy chính quyền các cấp. Thế thì nó là cái cơ sở, là cái động lực để như thế là
trong cái công tác lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh trong thời gian tới sẽ được tốt hơn. Và tôi tin chắc rằng là đối với tỉnh Quảng Ninh chúng ta với những cái mục tiêu đã đề ra trong vấn đề phát triển kinh tế xã hội đấy, thì của phát triển tỉnh Quảng Ninh thì tin chắc là chúng ta sẽ đạt được theo cái nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh đề ra. Chúng tôi cũng cảm thấy là mình rất tự hào là người dân của người của Quảng Ninh, và cũng từ đó cũng là tin tưởng vào sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ta để rồi cuộc sống của nhân dân chúng ta ngày một tốt đẹp hơn. Các giải pháp trong điều hành kinh tế xã hội, những thành tựu trong tăng trưởng kinh tế thì đích đến cuối cùng luôn là hạnh phúc của nhân dân. Với quan điểm đó, tỉnh Quảng Ninh xác định một trong những nội dung của chủ đề công tác năm là nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Tổng chi an sinh xã hội toàn tỉnh năm 2023 ước đạt 1.437 tỷ đồng, tăng 21,8% so với cùng kỳ. Hỗ trợ sửa chữa xây mới nhà ở cho 1.450 hộ gia đình người có công với cách mạng, với tổng kinh phí 81,7 tỷ đồng. Toàn tỉnh không còn hộ nghèo theo tiêu chí trung ương giai đoạn 2021-2025. Tỉnh đã ban hành quy định chuẩn nghèo đa chiều áp dụng trên địa bàn tỉnh, cao gấp 1,4 lần so với toàn quốc. Hoàn thành xóa 441 nhà tạm, nhà ở dột nát phát sinh năm 2023 với số tiền huy động 32,96 tỷ đồng. Tạo việc làm mới tăng thêm cho 21.000 lao động, vượt 5% kế hoạch. Chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì. Có nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia quốc tế. Toàn tỉnh có 90,22% trường đạt chuẩn quốc gia. Hoạt động khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt nhiều kết quả. Hết năm 2023, toàn tỉnh đạt 55 giường bệnh, 15 bác sĩ, 2,7 dược sĩ đại học và 24 điều dưỡng trên 1 vạn dân. Những kết quả này mang tới niềm tin, sự phấn khởi trong cán bộ đảng viên nhân dân toàn tỉnh. Quảng Ninh là một tỉnh mà quan tâm nhiều đến đời sống của nhân dân các vùng miền. Cụ thể là ở đây thì cơ sở hạ tầng của nhân dân được thay đổi, đường xá đi lại thuận tiện và đời sống của nhân dân thì được cải thiện một cách đáng kể. Tỉnh cũng đã chăm lo đến đời sống của những người có điều kiện hoàn cảnh khó khăn, ví dụ như là xây dựng nhà cửa. Nhân dân cũng rất là tin tưởng vào cái sự lãnh đạo cũng như là đường lối sáng suốt của các cấp lãnh đạo đã hướng dẫn nhân dân để đời sống nhân dân của nhân dân được tăng lên. Lãnh đạo quan tâm một cách cặn kẽ tới các người dân. Đấy. Còn những cái sự phát triển về vấn đề cơ sở hạ tầng cũng như phát triển về thượng tầng của thành phố Cẩm Phả cũng như tỉnh Quảng Ninh. Tôi đi rất nhiều tỉnh nhưng về tỉnh Quảng Ninh mình vẫn là nổi bật. Với những kết quả quan trọng nổi bật trong năm 2023, với những chỉ tiêu và minh chứng thực tiễn, có thể khẳng định Quảng Ninh đã tận dụng tốt cơ hội, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết giữ vững sự ổn định, đổi mới và phát triển ngày càng bền vững, hiệu quả hơn, góp phần để Quảng Ninh hoàn thành toàn diện nhiệm vụ trong hành trình về đích của nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng tỉnh Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nhân dân hạnh phúc. Chuyển đổi diện tích canh tác kém hiệu quả sang trồng các loại cây cho giá trị kinh tế cao là mục tiêu đang được thị xã Đông Triều kiên trì thực hiện. Đến thời điểm hiện nay, tổng diện tích cây ăn quả trên địa bàn thị xã đã có gần 2.100 ha và mang lại thu nhập bình quân cho nông dân từ 180 đến 250 triệu đồng một ha. Cùng với hơn 200 ha na đã cho thu hoạch, xã Việt Dân đang vận động hỗ trợ nông dân mở rộng diện tích trồng cây ăn quả có múi phù hợp với thổ nhưỡng địa phương. Những vườn bưởi trĩu quả vào kỳ thu hoạch như thế này ngày càng xuất hiện nhiều. Sản lượng và chất lượng quả tốt cộng với giá bán thu mua ngay tại vườn ổn định đang giúp nông dân địa phương có nguồn thu nhập đáng kể. Tôi trồng 300 cây bưởi nhưng mà năm ngoái thì tôi nó bói mới được sản lượng của tôi mới được có khoảng tầm 7-8 nghìn quả. Thì tôi bình quân đã được 20 nghìn quả thì cũng được tầm 140-150. Nhưng năm nay thì nói chung là cái sản lượng của tôi nó sẽ gấp đôi năm ngoái. Xã Việt Dân hiện có trên 50 ha cây có múi, chủ yếu là cam và bưởi diễn, hầu hết được các hộ áp dụng quy trình sản xuất nông sản an toàn, trong đó trên 10 ha đã áp dụng quy trình Việt Gáp. Thời điểm này, nông dân địa phương đang tích cực chăm sóc, chuẩn bị nguồn hàng cung ứng cho thị trường dịp Tết. Giai đoạn này thì tiếp tục đang chuẩn bị bước vào thu hoạch vụ 2, vụ đông của cây na cũng như là tiêu thụ sản phẩm bưởi, cam phục vụ dịp Tết Nguyên đán, và chúng tôi cũng đang tích cực tuyên truyền
để quảng bá cái sản phẩm của địa phương, đặc biệt là trên các kênh rồi trên các cái giao dịch sản điện tử, để cho bà con có cái điều kiện để tiêu thụ cái sản phẩm của mình được tốt nhất. Với việc tích cực chuyển đổi diện tích canh tác kém hiệu quả sang các loại cây cho giá trị kinh tế cao, thị xã Đông Triều hiện đã phát triển vùng trồng cây ăn quả lên gần 2.100 ha, trong đó 80 ha cây có múi. Dự kiến vào dịp cuối năm, địa phương sẽ có trên 2.000 tấn quả cung ứng ra thị trường. Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị triển khai chỉ thị số 38 ngày 5 tháng 9 năm 2023 của tỉnh ủy. Các kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo. Hơn 500 đại biểu đến từ các cơ sở giáo dục trong tỉnh đóng góp nhiều ý kiến nhằm nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó chú trọng nâng cao hiệu quả quản trị nhà trường, xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá gắn với thi đua khen thưởng, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.